Xin chào các anh em, mình Malen Review đây. Khi mà phần truyện Oano Quốc đang đi đến những tình tiết gay cấn cuối cùng, còn chúng ta thì đang mỏi mắt chờ chap 1044 phải một tuần sau mới có. Để không làm thời gian chờ đợi quá tẻ nhạt, mình làm một video tổng hợp mức tiền truy nã của 51 tên hải tặc mạnh nhất One Piece. Hy vọng các anh em sẽ thích và nhớ cho mình một like, một subscribe.